Phần tiếp theo trong nguyện thứ 25, thiên nhân lễ kính nói lời nguyện thứ 25 trong số 48 lời nguyện có liên quan đến chỗ này. Chư thiên và người đời không ai là không kính trọng, vì thế Phật mới phát lời nguyện này. Những vị trời có duyên cúng dường Phật A-di-đà, người đời cũng có nhân duyên cúng dường Phật A-di-đà. Phật A-di-đà có lời nguyện này, nhưng phần lớn sự cúng dường của người thế gian đều ở trong chùa viện, cúng dường trước thánh tượng Phật A-di-đà. Những người tu hành cúng dường cần phải hiểu được hình ảnh tượng trưng này. Nếu không hiểu được hình ảnh mang tính tượng trưng thì những gì bạn gặt hái được chỉ là suy phước, không có trí tuệ. Vì thế cần hiểu được ý nghĩa của sự tượng trưng. Điều đơn giản nhất cũng là điều quan trọng nhất. Ví dụ cúng dường một chén nước. Chén nước tượng trưng cho thứ gì? Đâu phải để Phật uống. Nước tượng trưng cho tâm thanh tịnh. Tâm chúng ta thanh tịnh, bình đẳng như nước. Đó là nội dung đề kinh. Thanh tịnh, bình đẳng, giác. Cốc nước đó là tính thanh tịnh, bình đẳng, giác của chúng ta. Chúng ta dùng tính thanh tịnh, bình đẳng, giác của ta để cúng dường Phật A-di-đà. Như vậy mới đúng. Vì thế không thể không tìm hiểu ý nghĩa tính tượng trưng. Khi không hiểu ý nghĩa của tính tượng trưng rồi, cho rằng ngày nào tôi cũng cúng một cốc nước là bày tỏ lòng kính trọng đối với Phật. Các vị xem này, ngày nào tôi cũng mang một cốc nước dâng lên, nó không có nghĩa như tất cả những thứ bạn nói. Bạn đã hiểu nhầm ý nghĩa của hành động này. Bởi thì đừng bao giờ cúng trà. Tại sao? Trà là loại nước có màu. Có màu là đã có sự ô nhiễm. Chỉ nên cúng nước trong, đừng cúng trà. Tốt nhất là dùng cốc pha lê. Có người dùng cốc thủy tinh cũng được. Thật trong để nhìn thấy cả trong lẫn ngoài. Đây là minh chứng rõ ràng nhất của tính tượng trưng. Đó là ý nghĩa của nước. Một trong những ý nghĩa quan trọng nhất của nước. Ngoài ra đừng nên cúng dường những thứ khác. Bởi đó là sự cúng dường quan trọng nhất rồi. Chúng ta cúng dường hương, hương tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho giới định tuệ. Thấy hương đang cháy, nghe hương thơm của nó, ta nghĩ ngay đến việc tu giới, tu định, tu tuệ. Nó mang ý nghĩa khiến bạn thức tỉnh, chứ không phải do Phật muốn ngửi thứ hương đó. Không phải. Đó là chỉ sự tượng trưng. Cúng hoa nhất định phải là hoa tươi, phải là hoa nở tròn. Nó tượng trưng gì? Đại diện sáu ba la mật. Nhân tốt. Nhân tốt thì quả mới tốt. Vì thế ta có thể cúng hoa, cúng trái. Cúng trái tượng trưng cho chứng quả Bồ Đề, và cũng tượng trưng cho Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác. Tất cả đều thuộc về quả, quả đức tu hành của nhà Phật. Tu những gì để được chứng quả? Tu lục ba la mật, tu mười nguyện phổ hiền. Phật A-di-đà tu 48 lời nguyện. Tu 48 lời nguyện mới được quả báo giống như Phật A-di-đà. Phổ thông nhất là bốn hoằng thệ nguyện. Chúng sinh không số lượng, thệ nguyện đều độ khắp. Phiền não không cùng tận, thệ nguyện đều dứt sạch. Pháp môn không số lượng, thệ nguyện đều tu học. Phật đạo không gì hơn, thệ nguyện được viên thành. Nó có ý nghĩa như thế. Đèn, nến,
nói lên trí tuệ, ánh sáng chiếu khắp. Thêm một nghĩa nữa đó là thiêu đốt chính mình để chiếu soi người khác. Đây là gì? Đây chính là ba thứ bố thí. Khi đốt lên một ngọn đèn thì ý nghĩa ba thứ bố thí đều có mặt: bố thí tài sản, bố thí pháp, bố thí vô úy. Ánh sáng là bố thí pháp Phật. Thiêu đốt chính mình để đem lại ánh sáng cho người, đó là bố thí lòng can đảm. Tất cả ba thứ bố thí cùng một lúc có mặt. Nếu không hiểu rõ, không thấu triệt thì gọi là uổng công cúng dường, hoàn toàn sai lầm.